đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huỳnh Trí Bảo nha. Ngày hôm nay gia đình mình tiếp tục ăn mua ít tôm về ăn cả nhà ơi. Thì hôm nay á mình dự định là mình sẽ làm hai món. Một nửa là mình sẽ làm hấp. Một nửa là mình sẽ nấu lẩu, dạng lẩu riêu ăn cả nhà. Ăn buổi chiều nay cho nó thanh đạm. Thì ở đây mới mua hai con này, là bốn con này là hơn 1 kg, là khoảng 800 mấy chục ngàn đó. Thì loại size 4 con ký là 790 ngàn, con này hơn ký, hơn ký xíu 800 mấy. Đó, thì hôm nay bây giờ bỏ ra bắt sẵn cái nồi nước lên rồi. Thì bây giờ bỏ sẽ sơ chế cái này để bỏ hấp. Xong bỏ sẽ sơ chế để bỏ nấu lẩu cho cả nhà coi nha. Bây giờ theo dõi video của bỏ nha. Bây giờ bỏ vô hấp nha cả nhà. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ hai con mình để mình nấu lẩu thì mình đã cắt khúc nó ra để co cái bông hoa giống năm sau không cả nhà. Đó, rồi bây giờ chuẩn bị bước qua mình chế biến cái nước lẩu nha. Bây giờ mình bỏ này cho tủ lạnh nha cả nhà. Ba Ly làm gì ba Ly? Tự xuống ăn cơm thôi ba Ly. Nóng hả? Con nhớ thổi phù phù nha. À, thổi phù phù sao cô chú phù phù đi. Phù phù phù. Tôi được rồi, rất là wow. Bây giờ mình phi hành tỏi vô để mình nấu cái nước lẩu này nha. Phi tỏi. Hôm nay đi mua nước mua me tươi về để mình nấu cái nước lẩu cho nó tươi, nó ngon, nó thanh. Nhưng mà không có cả nhà ơi, hôm nay mình mua me tươi thôi. Để me chín. Đây, còn bên đây. Nãy tính thay thế cái này bằng khế nè. Nhưng mà mẹ nói bỏ vô nó sợ nó bị khét, bị chát. Nên thôi mình sẽ xài me, không xài khế. Có thơm, cà, hành tây, ngò ôm, ngò gai, với lại thì là. Rồi, đợi một chút xíu khi nước mình nó sôi mình sẽ nấu vô nha cả nhà. Bên đây mở luôn cho cả nhà coi. Thơm nãy giờ chắc chín rồi nè, chín ngon nữa. Wow, chưa? Mới vừa tới, ngon nhưng mà mới vừa tới, ngon không? Trẻ ra, bữa nay anh trẻ, cái con tôm nhìn ngon quá không? Đẹp ha? Đẹp hấp dẫn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước me vô nha cả nhà. Nước sôi hùng hục rồi nè. Cho vài miếng thơm vào luôn. Thơm vào cho nó thơm nước cũng như ngọt nước, thanh. Hôm nay, chiều nay mình chỉ nấu cho 4 người trong gia đình mình, thì mình chỉ nấu cái số lượng nước khoảng như đây thôi cả nhà, không quá nhiều. Rồi bây giờ mình cứ để cho nó đun sôi thêm một tí nữa, mình sẽ thêm miếng nước vô. Nếu mà nó hơi cạn quá, xong bắt đầu mình sẽ thêm nếp. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay anh Bảo mua 4 con tôm hùm nhìn hấp dẫn nghe cả nhà. Hôm nay đặc biệt làm thành hai món. 4 con làm thành hai món cả nhà. Đó. Cả nhà thấy hôm nay trang trí giống nhà hàng chưa? Năm sao rồi cả nhà, hôm nay là bỏ hứng rồi đó. Năm sao rồi. Cho nó ra vẻ là nhà hàng tí thì bữa ăn mình thêm ngon miệng. Ủa, bên đây là cái nồi bỏ nấu đã ngon rồi nè. Mẹ húp, mẹ nếm thử miếng rồi con nêm nha, nó vừa. Hôm nay em bảo nêm bằng có cái lá thì là đó, cái mùi thì là thơm. Đúng rồi, nấu thì là thơm. Đây là thơm. Ba mình thì hiện tại chưa dùng nên là mình sẽ ngon con. Ngon. Vừa để lại cho ba mình một phần nha cả nhà. Con nha. Rồi thôi em trong khi chờ đợi cái nước lẩu sôi á, mẹ cùng mẹ bỏ với cái tôm vô con nè. Dạ, để cho nó đẹp nhưng mà mình phải cắt cái rau đi ra đây. Cắt cái rau cháo gọn. Cắt cái rau nha. Để cho cái đường hết giá trị rồi. Cô thịt cha cứng dữ chứ gì vậy. Một, hai, ba. Xả vào. Tôm, mùi tôm nó ra bắt đầu nó ngọt, ngon, thơm cho mà thấy. Rồi, một, hai, ba. Cái dễ dễ trứng xương luôn. Trứng xương luôn. Rồi bên đây, hôm nay bắt đầu nhà ngon nha. Cắt cái thịt nó ra. Cắt cái thịt nó ra rồi mình mẹ. Con
con tôm này cái thịt nó đầy quá nè. Cắt ra sống mà. Sống nên thịt nó chắc nguội. Đặc biệt là hôm nay là mua sống, nhưng mà khi người ta bỏ nước mình nước mặn á. Khi mình rửa là nước ngọt, cái mình để nó ngâm đó khoảng 2 phút là nó chết cả nhà. Không hiểu sao luôn. Dạng như nó bị không phải bị chết mà là bị ngập liền. À, ngập á. Ồ, cả nhà nhìn hấp dẫn nha. Hấp dẫn luôn. Nhổ lại. Thịt nó dai mà chắc nhìn hấp dẫn luôn cả nhà. Đó, hai chấm với muối thịt chanh. Muối da, muối xanh. Muối ớt xanh. Hấp dẫn quá luôn. Xin mời cả nhà. Mời cả gia đình nha. Thôi, con mời mẹ, xin mời cả nhà. Còn, từ từ thưởng thức. Cháo ngực miếng. Trời ơi, ngon nha ơi. Quá ngọt luôn. Dài. Hả? Thịt rất là ngọt mà dai luôn cả nhà. Thịt con tôm đúng là tôm sống này, nó thịt nó đầy. Ngon quá mẹ không? Mà thí dụ như nói cho nhận xét á thì mẹ nghĩ con tôm này chắc nó ngon hơn cái con tôm mà ở Lanka. À, bữa giờ con tính mua đó mà con thấy nó không bằng. Cả nhà biết sao? Cái con tôm Alaska nếu mà mình hên á, mình mua nhầm cái con tôm mà mới á con hả, thì nó cũng sẽ ngon, sẽ ngon giống như vậy. Mà đa số là mình mua không có hên cả nhà. Tôm họ gặm lâu lắm nên nó ốm, nó ốm mềm lắm. Dẫu là tôm nó không có được giống như con tôm này. Tôm nó cũng là tôm sống. Gai, nó có cái gai nên nó hả hơi khó lột, hơi ấy một chút, nhưng mà rất là ngon cả nhà. Trời ơi, con tôm này nó đầy cả nhà coi nè, bỏ vô nó vôi ra luôn nè. Hấp dẫn quá. Phần thịt nào nó cũng vôi ra thấy hấp dẫn, nhỏ nhỏ mà chất lượng ghê chứ. Rồi anh để con cái đầu lên đầu á mẹ. Dạ. Anh lấy cái đầu lên. Em để con nó lên đi. Đưa cho mẹ nguyên con cho nó gọn gọn. Rồi. Đó, hấp dẫn luôn á. Cả nhà coi cái đầu tôm gặt không mà. Ngon lành luôn cả nhà. Cái con tôm này nếu mà con tôm to là trong đây cũng có thịt nhiều lắm nè cả nhà. Mà con này nhỏ nhỏ thì con nghĩ cũng có thịt nè. Đó, tại nó đang chắc á. Chắc. Ngon quá. Đúng là đồ hải sản thì không có gì bằng đồ sống hết con. Sống mắc quá nó nổi thôi. Mà con tôm này là tôm mới nên nó còn rất mập. Chứ mà ngâm lâu rồi cũng ốm ha. Rồi cũng mua tôm mới sống à? Nhưng mà mới luôn á. Sống nhưng mà bún luôn mà. Là cũng mới bắt luôn hả? Bún dạ. Luôn á, tại vì hồi nãy không bỏ vô con rửa cái thành ra nó bị... Biết rồi. Hồi nãy mình đã thấy nó sống á. Thì đó, sống. Nó lấy cái què của nó tung lên. Trong cái rau của Hải Long Dương này cả nhà. Chút xíu thì bà thịt cũng chất lượng luôn á, đầy trong cái rau luôn á. Ngon quá. Tôm thì nói gì nữa ha. Dạ. Nữa. Tôm thì quá ngon rồi. Nói gì nữa. Tôm thì biết chưa. Cái gì biết chưa. Tôm hùm chắc là vua của loài tôm rồi đó. Giống như kinh ráp vậy đó. Bữa đi ra Bình Ba mẹ. Cái người ta làm mấy cái tre hả cái gì mà làm vô hình con tôm á. Ta tre lên. Giỏ luôn à. Nhìn đẹp ghê luôn. Vỏ thì nó lọt ra. Ngoài bên ba, hầu hết chỗ nhà hàng nó cũng treo mấy con tôm đó đó. Nhìn đẹp hấp dẫn. Cái tôm hùm nè. Cái tôm hùm nó có cái đa dạng cái biểu tượng. Mà ngộ, mỗi lần nhà Ngân mà ăn tôm hùm á, cả nhà để ý. Nhà cứ nhớ tới Bình Ba, tại vì sao? Tôm hùm ngoài Bình Ba nó cũng quá ngon luôn cả nhà. Mình ra tôm hùm bán thao rồi nè. Mình nhìn hấp dẫn ghê. Ngon nhất là mấy đứa em của anh Mỹ á. Yeah. Lội xuống bắt lên nướng ngon. Hai, xin chào cả nhà nha. Giờ vô ngồi ăn chút xíu cả nhà ơi. Thấy mẹ chứ Ngân ăn hấp dẫn quá. Anh muốn cơm này luôn chưa? Em là không, cái đó để chừa cho ba đi. Dạ, chừa cho ba đi. Để anh để thử cái miếng này coi. Cỡ nào mà nghe khen dữ vậy.
ngon ha, ngon. Béo. Mà sao con không có thích cái muối xanh ta? Ừ. Muối xanh. Mình bỏ thích chấm cái muối muối ớt hoặc muối chanh. Mẹ không có chấm luôn. Thử. Bình thường là ăn cơm mình biết gì không? Nó có nước ngọt mặn á. Ừ. Nó cũng mặn mặn. Nên mình thấy mình mua kinh ráp đó, quần đế á. Ừ. Thường bởi vì nước ngoài ta chấm bơ không chứ là người ta đâu có chấm muối. Mặn sẵn rồi. Bơ nước. Làm chén bơ nước bơ. Chấm béo ngon. Ngọc này thấy nó có cái cách chấm làm sốt đó phải không? Ừ. Làm sốt thành thánh. Thành thánh của nó thấy hấp dẫn ghê. Không biết là ngon là cái hương vị như thế nào mà nhìn cách Ngọc làm á, thấy là ngon. Ngon. Nhưng đảm bảo sẽ thơm lắm, tại vừa tiêu vừa tỏi thứ. Vừa bột tỏi nữa. Chắc chắn là sẽ thơm. Đường, bơ, lá, mấy cái lá nữa. Trang trí bơ mình là... có bán những cái bột đó không đó? Bột tỏi hay mà? Có. Nhưng là... con Ngọc làm á. À, chắc con thấy nhiều quá, con không biết có đủ không thôi á. Ừ. Bây giờ xin phép thử cái nước hôm nay chính tay mình lên mình nấu. Ngon lắm. Bây giờ có thêm tôm hùm nữa con nghĩ là đặc biệt hơn. Ừ. Cả nhà có cái con cục thịt hồi nãy đang đưa lên. Nào cũng nó vô ra tự động nở ra nha. Ừ chứ sao? Đó, thịt nó nở vô ra luôn á. Rồi em ăn đi. Xin mời cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Ăn mấy cái que nãy giờ chưa hết nữa nha. Que thịt xong à. Ừ. Quá ngon. Tự nhiên anh bảo hôm nay kêu Ngân đi mua con hoa phong lan mà Ngân không nghĩ ra. Đồ trang điểm trang trí lên cả nhà nhìn giống như mấy món ăn mà của Thái Lan hay là gì đó. Hay để mấy cái bông hoa này nè. Không có em, nhà hàng nào người ta, tại vì mình không có đi nhà hàng nhiều á. Cứ thường nhà hàng năm sao, mấy người bếp năm sao nào á, người ta cũng đề co một cái món ăn rất là đẹp sắc đẹp luôn á. Hoa rồi họa tiết này họa tiết kia. Cái món ăn á là chính nhưng mà cái đề co là mới quan trọng nữa. Hoa của thầy Bảo Biết ở trên ngàn là khách sạn năm sao. Rút ra nè. Nhỏ nữa rút ra. Nhủ không. Mà nấu nước con nấu dừa. Nấu không có quá nhiều. Ăn canh dừa luôn hả? Nấu nhiều quá sợ. Là dư. Dư uống mà nó uống mà uống. Ngày mai nó không ngon nữa. Mình ăn miếng cơm cả nhà ơi. Nước chua chua cơm. Mà nó thơm thơm. Ngon quá cả nhà. Này mà có chén mè non là ngon nữa. Giống như miếng mắm ngon dễ sợ. Không tỉnh. Tuyệt vời. Càng miếng nước mắm. Bữa đi Hạ Long anh nấu cái lẩu mà có mè non trên tàu đó. Ngon ghê lắm nha. Đó học từ Hạ Long đó. Nó tươi, mê non. Bây giờ bữa xin phép dớt cục thịt nè. Thịt ngon nhất đây nè. Nhà mình thì thường mua gì cũng vậy, mua gì cũng phải đồng đều, người con vậy cả nhà. Nước mắm ớt cay cay nữa cả nhà ơi, ngon. Thơm ha, ngon ha. Đúng hết, tôi nói đó, đi một ngày đàn học một sàn khôn. Đi tới đâu á, cái sự ẩm thực của cái Việt Nam mình rất là phong phú. Mà người nào mà thích mà siêu tầm mà đam mê ví dụ ẩm thực như Bảo, Bảo cũng là một thích dạng người thích siêu tầm về ẩm thực đó cả nhà. Mình không phải là một cái nhà siêu tầm nhưng mà mình là người thích đi đến đâu cũng muốn tìm hiểu cái văn hóa ẩm thực của cái vùng đất đó đó. Để mình học hỏi, để mình đem về, mình đúc kết về bản thân, về nhà mình. Mình cũng không có dám nấu cho ai, đãi ai, nhưng mà ở nhà mình biết thêm, mình nấu được nhiều như món này nè. Chứ món này còn mình... hả, mình không học hỏi sao mình biết. Món này phải là mình học từ ngoài đi chuyến đi Quảng Ninh vừa rồi. Cái này nấu bằng với cá cũng ngon, bữa sau mình nấu cái này mà mình nấu với cá. Cá mú.
quá cả nhà. Ồ, cục chắc quá rồi đó. Chắc mà nó hơi nóng á. Chặt hơn cái vỏ. Chặt hơn cái vỏ luôn. Nó là chặt hơn cái vỏ rồi. Đã đến lúc phải thay vỏ rồi. Nhìn giống kiểu mà mình mấy cái món như mực dồn thịt rồi vậy cả nhà. Thịt nó dồn nó dư ra ngoài luôn. Không mà tôm hùm làm kiểu này cũng rất là ngon, hấp dẫn. Tôm hùm nấu món này ngon. Ngon hơn sò hùm gừng. Có nước hấp thích cũng ngon. Ăn gừng thì mình ăn cơm. Cái này mẹ ăn cơm cũng ngon hả? Không. Đã lấy được cục thịt rồi. Quá đã. Cả nhà nha. Quá đã luôn. Cho nước nữa. Không? Để được rồi. Vừa rồi là Bảo tính đi Bình Ba một chuyến, đi ra xem mấy anh em giải cứu tôm hùm sao. Mấy anh em ngoài đó cũng điện vào than quá. Đi ra coi kìa, chơi với mấy anh em bữa làm bài cuốn video cho các bạn xem. Chưa có thu xếp được là dịch nó tới. Bây giờ dịch quá rồi mình cũng không dám đi đâu. Nhà cho chắc. Để qua cái dịch đi mà tính tất cả cái gì bây giờ phải để qua dịch hết cả nhà. Ngay chỗ này thì cũng không dám làm gì rồi. Giờ nó là đúng là đại dịch rồi. Đi đâu làm gì. Em lấy cục thịt ăn đi ngon kìa. Đây nè, em mới vừa lấy nè. Đúng cái nãy hàng kia em thấy anh nấu lẩu mà không thấy anh mua rau thêm. Mà này bỏ vô ăn như vậy nó giống như là mình ăn bún bình thường cả nhà, không cần phải thêm rau nhưng mà lại đậm đà ăn ngon. Không có. Thơm. Cái này rau nó biết đâu gì không? Nó cần ô. Không phải cần ô. Cần. Rau cần nước. Cần nước mới ngon. Cần nước. Ừ. Cần nước. Chứ cần ô ăn ngon. Đó. Nước. Cũng ngon nhưng mà cảm thấy vậy rồi mình nhà mình vậy là vừa không bấm ngon quá bấm xuất sắc mỗi lần ngửi mùi nước mắm này cũng thèm ăn xoài. Nước mắm một chan cơm dẻo ngon. Xin chào ok cả nhà ơi, coi như video ngày hôm nay là gia đình mình ăn với món lẩu tôm hùm cũng như là tôm hùm hấp tới nay là xong rồi cả nhà. Thì bây giờ xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương video của gia đình mình. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Xin chào cả nhà. Bye bye đi.